cắt của nhà. Hai hôm em lên đây đều của nhà hết, một hôm của anh Sơn, cắt của nhà Kiên. Bà nhớ nhầm thế nào gì thế nhỉ? Không à? Của nhà. Cái hôm cắt vết vườn. Cắt vết vườn của nhà này. Thế là còn may rồi bà, được mấy trăm như anh Sơn kia thì còn đi mấy triệu thì cũng không đêm hôm mà. Đi cả cứ được mấy trăm là được rồi. 300 bạc để làm gì? Bây giờ mà cứ muốn được nhiều thì nó ai chả muốn, nhưng mà nó phải từng hôm chứ. Thì tính nhà đâu? Bác Sơn năm nay thủng hai phát rồi phải không? Cam này ngọt mà, nhìn cam này là ngọt mà. Cam này là nó dám dám thì bao giờ nó cũng ngọt. Đâu chú?